Hello, thì chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review cái bộ phụ kiện cuối cùng trong đợt cầu lần này. Phụ kiện vàng, phải để cuối cùng, có tên là rừng rậm bất tận. Các bạn thấy, đít phát sáng mọi người, đít vàng khè luôn á. Và đây là tài khoản của bạn Nguyễn Duy Hoàng á. Và cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhưng mà khổ cái là cái điện thoại của mình á thì mình mới mua đầu tháng 1 năm nay thôi. Nhưng mà kiểu ít chơi á. Thứ hai là chơi thì kiểu chơi quen survival hơn là chơi hunter. Cho nên gà xỉu luôn, thật sự gà xỉu. Mình thì chơi quen trên iPhone rồi, mọi thứ nó sẽ rất là dễ. Còn Android nó cứ bị cứng cứng, khựng khựng kiểu gì, chán sầu đời. Về cái phụ kiện này thì khi trồng cây sẽ tạo ra rất là nhiều màu sắc trồi lên này. Thứ hai là tạo ra một cái rễ cây, một cái đường thẳng băng chuyền rất là đẹp. Và đổi hình đốm lửa thành một cái cây bông. Thứ tư là sách survival, sách ngựa nha. Jack là kéo chân, còn phụ kiện này của nhóc Riu á là sẽ lôi cái tay, lôi ngựa lên mới ghê. Trời ơi. Nhưng mà tổng quan là phụ kiện vàng này mình thấy là nó xịn hơn phụ kiện nhân tử của Joseph đấy. Nó thay đổi nhiều nhiều thứ. Còn đối với phụ kiện nhân tử của Joseph thì thấy nó chỉ có đổi một cái ghế với tính chém. Chỉ có mỗi vậy. Chạy đi bạn ơi. Đấy. Muốn bấm cái nút lửa mà bấm cũng không nên hồn nữa. Yes. Ok. Cũng phải gọi là cố gắng hết sức ấy. Nhiều khi là nó lag. Mình đang sử dụng iPhone phát 4G Viettel cho cái điện thoại Android của mình thu wifi nha. Thu wifi của 4G Viettel trên điện thoại iPhone để mình chơi nha. Chứ còn VLBTE là không vô được game luôn đó má. Thiệt sự không vô được luôn. Mà ping nó vàng như thế này là các bạn cũng có thể hiểu là nó ói thế nào. Trời ơi. Tới nè. Ôi chỉ bay kìa. Nhưng mà mình thấy bác sĩ là mình ưu tiên giết trước nhá. Kẻ thù số 1 của Hoan Búng Siêu. Chết đi. Có rất nhiều bảng persona cho nhóc Riu. Có nhiều người còn không lên nhánh 6 cơ. Chủ yếu là họ sẽ lên nhánh 9, nhánh 12. Rồi mấy cái nhánh phụ khác còn lại. Còn nhánh 6 có nhiều người họ cũng không lên luôn. Như mình thì mình cũng không phải gọi là một người quá giỏi về nhóc Riu, cho nên là mình cũng kiểu thôi, cầm nhánh 6 cho nó chắc. Nhớ có gì thì mình có thể là mình lật kèo cho nó dễ. Ai cứu hả? Chị mù. Không sao. Ok. Riêng bác sĩ là phải giết. Và khi mà xách bóng survival đấy, các bạn có thể thấy không? Coi này. Lôi con nhỏ đi đúng tội luôn. Á. À. Và mình có một cái cảm giác rất là tội nghiệp cho survival, đó chính là bị xách bóng như thế này á. Khi mà bị stun, hunter bị stun, mình đứng lên rất là lâu nha. Đứng lên rất lâu luôn. Mình hết sợ chưa? Đi ra kia. Đi ra kia chơi nhanh nhanh. Hết sợ rồi. Trời ơi, xách con nhỏ như cái đồ chủ nhà vậy đó. Và khi mà cho survival lên ghế phải lưu ý là cho gần cây nha. Các bạn đừng có cho xa quá. Mình phải trồng thêm một cây mới. Rồi đâm ra là phải đi nhặt nhánh các thứ nữa sẽ rất mất thời gian. Và khi mà survival nó phá cây của mình sẽ để lại một cái rễ. Và các bạn có thể đến lượm nó để trồng cái cây khác nha. Yeah, dây hentai nó quấn kìa. Chết đi. Mỹ nhân đâu, ra đây giật sọ không? Giá mới lạ. Tại hồi nãy là đầy máu cho nên còn khô máu được, chứ giờ thì còn nửa máu. Không có đủ máu để mà khô. Rồi mình đi thịt ả mù. Yeah, đó. Đẹp nhờ. Nó có cái màu xanh với màu vàng giống cái trang phục cái gì, lông vũ ánh dương của người bán đồ chơi ấy. Ừ, nó có cái màu đấy. Chị mù đi nhanh dữ. Ủa, ấn tốc biến không có được luôn á. Tức ghê.
Nhóc Rìu mà lên nhánh 9 á là tội nghiệp mấy người chuyên đi sửa máy lắm. Tại vì là có cái dây hentai nó quấn, đâm ra là mình có cái vẻ đi rất là chậm nhá. Bình thường đi đã chậm rồi mà giờ có cái dây nữa, khó chịu cực kỳ luôn. Ờ được này, giờ có cái tốc biến để dành qua cửa sổ là ngon này. Tốc biến, trời ấn. Khổ thân tôi ghê. Gồng lên. Yes. Sao ạ? Đã quá mọi người ơi. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái này nó hình, nó giống cái gì vậy? Chết đi, ba sợ không có nhầm nhò gì đâu. Khó hút lửa quá. Yes. Chạy đi cưng ơi. Nó cứ lởn vởn đây để mình cho nó ra ngoài này. Tức ghê, nó cứ đứng lởn vởn ở trong nhà. Để tiết kiệm thời gian thì các bạn dùng rễ cây hướng ra ngoài cái ghế rồi các bạn đi trên đường cho nó nhanh. Mình hết cây rồi, giờ đi nhặt cái nhánh. Khổ, thật sự không có cây khổ lắm mọi người ơi. Giờ ai cứu chị mù đây? Nhóc Rìu cũng là một cái nhân vật hunter mà có khả năng đi tìm người nha. Các bạn có thể thấy là survival ví dụ như là đi qua cái vòng xanh sẽ để lại những cái đốm lửa màu tím như này. Và chúng nó bay rất là nhanh. Đó, điều này sẽ giúp cho các bạn khẳng định dễ hơn là bọn survival đang ở đâu. Bởi vì là survival chính là tâm của đường tròn. Úi dồi, hút chơi mà chúng đồ chơi luôn. Tâm của đường tròn ấy, mấy đốm lửa sẽ xoay xung quanh đấy. Rất là thú vị. Chết, ăn ba sọ rồi. Cứu chị mấy đứa ơi. Trời ơi. Ảo nhân vẫn đang ở đây. Cọc ghê. Wow, phá cây của mẹ hả? À không không, không phải. Người ta gọi là trồng cây gây rừng. Nhưng lũ survival này toàn đi phá rừng không là sao? Ồ, chị mù. Tới số rồi. Ai đây? Ơ, đây. Ôi. Ôi, tôi biến ảo thế. Trời đất ơi. Đúng ảo luôn á, ảo ma Canada Nobita Suka luôn. Nhưng mà cũng mừng thắng. Và mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả mọi người cùng xem nha. Nhớ đừng chuyển kênh. Ôi, bắn cho mình mấy cái sọ được điểm hay nhất cùng mình luôn. Ok, mình đã quay trở lại trận đấu thứ hai và tài khoản này là của bạn Lê Quốc Huy ha. Tự nhiên một buổi tối mà có hai bạn inbox rồi thôi, mình cũng làm luôn hai cái tài khoản luôn cho nó xôm cho nó vui. Ở trận đấu này không hiểu sao lại chọn 4 tiền đạo. Không hiểu lý do luôn. Kiểu giống y đi hành xác mình xong rồi đi tự sát hoặc là chơi một cách nghiêm túc như thế nào thì chưa biết. Khi nào gặp rồi chúng ta sẽ cùng nhau thấy. Chứ mình thấy tiền đạo là chưa gì thấy stun nhiều đó. Đó, chưa gì thấy một mùi stun. Rồi, mấy anh mấy chị. Tới nè. Chạy đi. Ủa đi tự sát đúng không? Ừ rồi, ok. Nếu các người hành tâm muốn biết thì ta sẽ sẵn lòng trả lời. Không, tiếc bóng không chịu chạy nè. Sao ạ? Muốn tông bóng không ạ? Mình không có lên phấn khích bởi vì 4 tiền đạo thì có 10 phấn khích thì mình cũng không có chống cự nổi đâu. Không đủ thời gian, không đủ mọi thứ để có thể hồi đâu. Cho nên là thôi, cầm cắm mắt đi cho nó sướng. Trời ơi, tụi nó đứng như là dân du kích vậy đó. Nó có sợ ai đâu.
Sao ạ? Mấy anh với chị tính làm gì em ạ? Còn bóng không ạ? Úi giời ơi, ông ơi là ông. Mời ông lên đĩa luôn. Trời đất ơi. Tôi muốn tiền đình cho mấy ông tiền đạo này luôn á. Bất tỉnh luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, full kỹ năng rồi nha. Giờ dây hentai nó quấn cho mà thấy. Các bạn có thể kéo cây vào cái nhánh rễ và bắt đầu trồng và lôi cái rễ ra. Điểm cuối của cái rễ ở đâu thì cái cây nó sẽ mọc ở đó. Điều này cũng khá là hay đấy, thực sự rất là hay. Nè, một đứa dính này. Crybaby thì cũng chơi cắm mắt cũng khá là tuyệt vời ấy, bởi vì là mình dễ xác định lửa hơn. Úi giời. Còn chú kia muốn tông mình nữa sao? Còn bóng không? Hay là chỉ hù cho vui thôi? Yes. Ôi, nó phi ghê vậy. Nhanh kinh khủng luôn á. Giời ông Tông. Ủa, đánh ghế rồi. Công nhận là cái phụ kiện S này nhìn xịn xỉu thiệt. Mình đang cầu mong cho nó ra skin để mình đeo cái bộ trang phục Tết vô cho nó xịn sò đây. Hồi nãy đã đứng chỗ này tông hụt một lần rồi. Mấy thím này còn bóng không? Nè, lửa nè. Ố, hụt rồi. Á, à! Ố, sao cứ thích tông hụt. Ố, lại đánh ghế nữa. Nó cứ giống như kiểu là lặp lại. Ố, bất tỉnh luôn má ơi. Chết đi. Trời. Để biết tụi nó còn bóng hay không thì các bạn cứ nữa. Tôi khổ quá đi mà. Hết bóng chưa? Các bạn nhìn trên tay nó ấy, xem còn cầm quả bóng màu xanh không. Nếu mà có cầm ấy, là chứng tỏ tụi nó vẫn còn bóng. Còn tay mà không có gì là chứng tỏ là hết sạch bóng rồi. Tụi nó đứng ra chỉ để làm màu thôi, để dọa mình thôi chứ thực ra còn bóng được mà tông. Thanh niên kia chắc hết rồi đó, đứng dọa dọa đó. Trời đất ơi. Ô còn hả? Muộn rồi cưng ơi. Tới nè. Vui ghê. Tranh thủ test skin mà hành hạ được mấy bạn này nữa chứ. À, test phụ kiện, nhầm. Nick của bạn này có skin nhưng mà kiểu cái skin gì mà toàn cây với cây ấy. Nhìn mặt đất nó cứ rối mù lên, rất là dễ mất dấu chân nên là mình cũng không có dùng. Thanh niên này đang có cái cây kim luôn. Trời, nó hút lửa, à, nó tiêm xong rồi. Ơ, hụt rồi. Tối đa trên bản đồ thì chỉ có 6 cây thôi nha. Cây nào mà được trồng mới thì cây cũ sẽ bị thay thế. Đó. Và dĩ nhiên là cây nào mà bị đổ sẽ để lại cái rễ. Nó phát sáng lên trên mặt đất, các bạn có thể lượm. Và chủ yếu trong tay lúc nào cũng phải cầm khoảng 2 cái cây đổ lên nha. Để có một con dùng. Úi dồi. Bất tỉnh luôn á. Ui. Nó ưỡn cái lưng nó nhìn mệt ghê á. Ok. Bớt lại. Như cái clip đầu tiên thì mình không còn cái cây nào hết trơn. May là có cái rễ ở gần đấy để mình trồng, không thì chắc là mình cũng te tua luôn. Cưng không đến kịp để heal cho bạn tiền đạo kia đâu cưng ơi. Yes. Ồ, còn mình bạn thôi sao? Yeah. Không hiểu, đầu hàng đi mấy cưng.
Trung Quốc kia lại sống dậy. Ủa, hồi nãy còn bóng sung sức lắm mà, 3-4 đứa bụng vô mà sao giờ chạy tung lung vậy? Trời đất ơi, lửa nè. Ok, và có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Cảm ơn hai bạn đã cho mình mượn cái phụ kiện để có thể review cho mọi người cùng xem. Nhưng mà clip này công nhận hài quá, gặp 4 tình đạo vui xỉu luôn. Và bye bye mọi người, ngày mai mình sẽ làm tiếp tục về collab Miền Đất Hứa phần 1 nha.